Tiếng khóc xé lòng của người mẹ trong đêm khi con trai đột ngột ra đi mãi mãi ở độ tuổi đẹp nhất. Nỗi đau này sao mẹ có thể chịu đựng được đây? Nếu một đứa trẻ mất đi cha mẹ, người ta gọi là đứa trẻ mồ côi. Đàn ông mất vợ thì gọi là góa, phụ nữ mất chồng thì gọi là quả phụ. Nhưng chẳng có tên gọi nào dành cho những người cha, người mẹ vì họ mất đi đứa con yêu quý, chăm bẵng từ lúc lọt lòng cho tới khi khôn lớn cả. Không một từ ngữ nào. Được biết con trai của cô đang trong thời kỳ ôn thi đại học, cũng chính là độ tuổi đẹp nhất, nhưng chẳng may bị đuối nước và không qua khỏi. Tiếng khóc xé lòng của người mẹ khi nhìn thấy đứa con bé bỏng của mình nằm im lìm trong chiếc hòm gỗ giữa màn đêm đã khiến ai chứng kiến cũng phải đau đến quặn lòng. Dậy đi con ơi, đừng nằm nữa, dậy với mẹ nào. Nhưng biết bao giờ mới được nghe tiếng con trả lời, biết bao giờ mới lại được ôm con vào lòng, vuốt ve mái tóc của con. Con đã hứa với mẹ sẽ thực hiện được ước mơ đỗ đại học cơ mà. Biết bao hoài bão đang dang dở ở tuổi thanh xuân đẹp nhất của đời người. Người nằm xuống thì chẳng còn biết gì nữa, chỉ có người ở lại mới là người mang theo niềm day dứt đến hết cả cuộc đời. Nỗi đau ấy biết đến bao giờ mới nguôi ngoai. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tám TV, tiếp tục đồng hành cùng kênh để cập nhật những tin tức nóng hổi trong vòng 24 giờ.